Chương trình offline đặc biệt bóng đá kết nối diễn ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2023 tại Hà Nội với sự góp mặt của các streamer nổi tiếng cộng đồng FIFA Online 4. Cùng với các nội dung xem chung vòng đấu cuối cùng giải Ngoại hạng Anh đi kèm với giải đấu FIFA Online 4 có thưởng. Bình luận viên luận BK, chuyên gia phân tích bình GK, vận động viên Thành Mù và soái ca Hakumen. Hẹn gặp lại anh em tại VNS Gaming 524 đường Láng cuối tháng này nhé.